Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, kiến được hiển hiện, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với Thánh Đế Khổ Tập Diệt Đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trường. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trường là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trường. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này Khánh Nhỉ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Nhỉ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với hạnh đại Bồ Tát kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với hạnh đại Bồ Tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Khánh Hỷ, nên biết, thí như đại địa lấy hạt giống rải trên đó, nếu các duyên hòa hợp thì được sanh trưởng. Nên biết đại địa đối với hạt giống sanh trưởng là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa và nơi hồi hướng trí nhất thiết trí đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là chỗ nương tựa, là nơi có thể phát triển, khiến được sanh trưởng. Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn, cho nên ta chỉ xưng tán rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay đây Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa này nói còn chưa hết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà con đã lãnh thọ từ Thế Tôn với công đức rộng sâu không bờ bến. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, thì công đức có được cũng không bờ bến. Nếu có người sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này, rồi dùng các thứ trang trí cho đẹp, lại dùng vô lượng tràng hoa, các loại hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, tất cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, tỷ công đức có được, cũng không bờ bến. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có 10 thiện nghiệp đạo xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, vân vân xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất hiện thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, giảng giải, sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian.
Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đổ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hộ, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi,
thì do đó mới có trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giảng sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có dự lưu nhất lai bất hoàn A-La-Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có độc giác và quả vị độc giác xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có Đại Bồ Tát và hạnh Đại Bồ Tát xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì do đó mới có tất cả như lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tổn xuất hiện ở thế gian. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, ta chẳng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, mà chỉ có nói công đức như trước. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đầy đủ vô biên công đức thù thắng. Này Kiều Thi Ca, ta cũng chẳng nói đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi và thường sao chép trang trí đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết tất cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân chỉ có được công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân chẳng để tâm của trí nhất thiết trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép trang trí đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết tất cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân ấy thành tựu vô lượng giới uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng định uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng tuệ uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng giải thoát uẩn thù thắng, thành tựu vô lượng giải thoát tri kiến uẩn thù thắng. Này Kiều Thi Ca, nên biết thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân ấy như Phật. Vì sao? Vì đã quyết định hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân ấy vượt qua bậc thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì đã cởi bỏ tất cả tâm hạ liệt của thanh văn độc giác. Này Kiều Thi Ca, tất cả sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của thanh văn độc giác, đối với sự thành tựu về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân này, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ước phần chẳng bằng một, trăm ước phần chẳng bằng một, ngàn ước phần chẳng bằng một, trăm ngàn ước phần chẳng bằng một, trăm ngàn ước ước phần chẳng bằng một. Phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy vượt qua tất cả tâm tưởng hạ liệt của thanh văn độc giác, đối với các pháp của thanh văn độc giác thừa chẳng bao giờ khen ngợi, đối với tất cả pháp không pháp nào là không biết, nghĩa là có khả năng biết đúng đắn rằng tất cả là không sở hữu. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, lại